đào xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đương hương. Thuyền ai qua sông giọng cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy liêu diêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Nhìn chung xa dù nắng dù gió.
chén đĩa này này. Ngước lên. Tập viên MC Mạnh Điều thay lời cho tất cả các thành viên thực hiện được trở về từ thôn Đình Phùng, xã Phú Đông, thành phố Thái Bình thân yêu, xin được hân hoan trân trọng khánh thải đã chính thức nhìn thấy đoàn đại biểu gia đình nhà trai cùng với chú rể Bình Minh đã chính thức hiện diện. Kính thưa các cụ, các ông, bà, kính thưa các cô, dì, chú, bác, các anh em và bạn gần xa của hai cháu là cháu Minh và cháu Anh. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương và của các gia đình, của hai gia đình, hôm nay là ngày lành thứ tốt, chúng tôi có chuẩn bị sắm chính lễ để xin phép là chúng tôi được ngày mai là chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Đấy. Hôm nay đoàn ấy đến ấy, thì có tôi là trưởng, là bác trưởng, và ngoài ra còn các bác, các anh, các chị đấy, của, và bạn bè của các cháu. Đấy. Chúng tôi là hôm nay là không đi được đầy đủ, bởi vì hôm nay là thứ nhất là chuẩn bị cho cái việc ngày mai, cho ngày mai là tổ chức cho nó linh đình, cho ngày mai thì là đầy đủ hơn, cho nên mời các ông các bà là thông cảm. Xin phép là chúng tôi xin gửi lễ và đề nghị là mẹ của cô của chú rể và mẹ của cô dâu là xin lên nhận lễ, đúng không? Và xin chúc các cụ công các bà là mạnh khỏe và chúc mừng chúc phúc cho các cháu. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều tới bác trưởng đoàn gia đình nhà trai thân yêu và ban nhạc Tình Hạnh Phúc. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời bác trưởng đoàn gia đình nhà gái lên có lời cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô rể, chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa của đôi bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt và cũng đã được sự tìm hiểu của hai cháu Lan Anh và cháu Bình Minh qua thời gian học tập công tác. Các cháu đã tìm hiểu đến nay là cũng đã chín mùi và cũng được sự đồng ý và nhất trí của đôi bên gia đình bố mẹ. Vậy gia đình họ nhà trai hôm nay cũng đã có tấm lễ đến để cáo yết gia tiên và xin cho cháu Lan Anh được về làm dâu làm con trong gia đình. Vậy tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn và kính chúc các cụ công các bà cùng toàn thể gia đình hội hôn một lời chúc sức khỏe. Và gia đình chúng tôi sẽ cũng xin nhận tấm lễ và sẽ hai bên gia đình bà mẹ đã lên nhận lễ và sẽ xin cho hai cháu để vào thắp hương cáo yết gia tiên. Xin kính mời và xin chân thành cảm ơn gia đình họ nhà trai. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều tới bác trưởng đoàn gia đình nhà gái thân yêu. Thưa với quý vị, thưa với toàn thể khách quý, qua sông thì đã có cầu mà qua nhà cũng có cờ chầu trao duyên. Mặt phép ban nhạc Tình Hạnh Phúc xin được trân trọng cảm ơn và kính mời mẹ hiền của hai bên gia đình. Và xin được trân trọng cảm ơn và kính mời cô dâu chú rể đang ở cánh cổng hoa đang ghi lại những bức hình đẹp nhất. Xin mời hai em trở về sân khấu. Xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Và xin mời bộ phận tiếp theo hãy chuyển những sứ nghĩa vào trong tư dân. Xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời. Lời em trao đây là xin nghĩa em vâng rượu thuốc
còn đây là xin lỗi hoa cô, hoa thơm và trái ngọt. Còn đây là xin lỗi bánh phu thê. Và xin mời toàn thể quý vị hãy nồng nhiệt nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Và xin mời bộ phận tiếp theo ạ. Và xin mời nhiếp ảnh gia hãy ghi lại bức hình đẹp nhất ạ. Và một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Tiến, ca khúc đầu tay mang tên Tùy Hướng Núi Quả Cầu, đang được bung ra để chúc mừng tình yêu hạnh phúc của đôi trai tài gái đảm. Và mà kết ban nhạc tình yêu phúc xin được chân thành cảm ơn. Xin chúc sức khỏe các cụ công các bà và các cô dì chú bác và các anh em bạn bè của hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều tới bác trưởng đoàn gia đình nhà cha thân yêu và cũng như hai bên gia đình đã ấn định thì đúng
10 giờ 00 phút 00 giây, đoàn đại biểu gia đình nhà trai cùng với chủ đề Bình Minh, tức là vào ngày mai, sẽ chính thức hiện diện tại tư gia phòng cưới của quý họ gia đình nhà gái thân yêu để làm lễ phục vị, vậy bàn phép cho ban nhạc tình yêu phúc trung tâm.
đẹp như muôn cơm. Thank you.
You're my